yêu mến coi miền Tây quê em An Giang nha. Thì để mà hưởng ứng vui hội trung thu thì hôm nay thì mấy chị em còn lấy ra vậy mất túi tôi. Cô làm bánh là bánh ở nhà để mà phát cho mấy em nhỏ vui chơi đêm trung thu, và kèm theo đó là lồng đèn nha. Đây là lồng đèn truyền thống. Đó, đèn sao, lồng đèn ngôi sao nha. Đây là đèn tre nè, rồi ở ngoài này là không đốt lên giấy kiến. Giấy kiến rồi kim tuyến nữa. Nó rất là bắt mắt luôn. Bên đây nó để lại gì ta? Sẵn sàng cái gì? Sẵn sàng à? Đúng rồi, trung thu. À, sẵn sàng chơi trung thu đó. Đó, nhóc màu hết trơn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ phát bánh với lại lồng đèn cho mấy em nha. Mấy em thích không? Nói chưa? Nói chưa? Nói ra ngoài. Em đã chơi
tiêu rồi. Không có phiếu rồi. Chào Nam. Để ông cho. Cảm ơn. Rồi sao? Dạ. Cho rồi sao? Dạ. Không chịu. Không chịu. Này nhưng mà Nam vô lấy cho Thảo. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi nè, đi lại nè, nó ấy gì cho. Còn một phần hả mấy đứa? 35 phần phải không? Vậy là còn một phiếu của ai ta? Lâm có chưa? Lâm có rồi hả? Ta 35 phần đó, 35 phiếu đó. Vậy còn phần này của ai ta? Bye.